Thương xin chào các bạn khán giờ của kênh Bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Chuyên gia Đoàn Minh Sương, Anh Đức không cần đá trọn vẹn 90 phút. Trước những lo lắng về vấn đề tuổi tác của Anh Đức ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, chuyên gia Đoàn Minh Sương đã đưa ra những giải pháp quan trọng cho cầu thủ 36 tuổi này. Ở tuổi 36 và không còn thi đấu ở V-League, tuy nhiên lão tướng Anh Đức vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng và điền tên trong danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới đây. Trong trận giao hữu mới nhất của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Long An này và Công Phượng chính là tác giả của hai bàn thắng, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được chiến thắng 2-1 trước đàn em. Tuy nhiên, việc đã bước sang tuổi 36 khiến cho nhiều người lo lắng rằng cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không đủ thể lực để thi đấu ở những trận đấu quan trọng sắp tới. Chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương cho rằng điều này không quá quan trọng. Ở lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời Park Hang-seo thì Anh Đức chơi rất hiệu quả và phát huy được khả năng của mình, đặc biệt là vòng chung kết AFF Cup năm 2018. Anh Đức bây giờ mặc dù lớn tuổi rồi nhưng do dịch Covid-19 nên một trận đấu được 5 quyền thay người, chính vì vậy mà để Anh Đức đá khoảng 45 phút sẽ rất hiệu quả. Đối với 3 trận đấu còn lại sẽ không có chỗ cho cầu thủ trẻ mà phải là cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và có kinh nghiệm, sẽ không có chỗ cho sự thử nghiệm và những sai lầm. Anh Đức không cần đá 90 phút, Anh Đức chỉ cần đá 45 phút thôi, huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ sở để mời lại Anh Đức. Ví dụ như thời gian qua Anh Đức không có thi đấu thì không nói, nhưng Anh Đức về thi đấu hạng nhất chơi cho Long An cũng rất hiệu quả. Những trận đá với Malaysia và UAE sẽ không có chỗ cho tâm lý kém, nên những cầu thủ như Anh Đức nếu vào ngay từ đầu có thể không đá nhiều nhưng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Trận đấu sức ép về mặt tâm lý lớn thì cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Anh Đức sẽ rất cần thiết cho đội tuyển. Hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa chốt danh sách 28 cầu thủ sẽ sang UAE để tham dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên với những sự thể hiện xuất sắc của mình, nhiều khả năng lão tướng Anh Đức sẽ có tên trong danh sách rút gọn và cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam chinh phục tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.